Thưa quý vị, đường cao tốc Sài Gòn Long Thành bị rút ruột. Tin từ Đồng Nai, một lá đơn tố giác vừa được công bố trước công luận nói rằng công trình xây dựng đường cao tốc Sài Gòn Long Thành Dầu Dây có dấu hiệu bị rút ruột. Đơn tố cáo còn xác định rằng đường cao tốc đã được thi công cẩu thả, kiểu làm cho có, bất chấp phẩm chất của công trình. Theo báo Thanh Niên, một công nhân tham gia việc xây dựng gói thầu số 3 trong tổng cộng 9 gói thầu của công trình đã đứng đơn tố cáo với nhiều dẫn chứng khá thuyết phục. Báo Thanh Niên cho biết, công trình xây dựng đi ngang những cánh đồng vắng vẻ, hầu như không được ai chú ý. Người tố cáo nói rằng, trụ bê tông dùng để ôm thanh sắt lan can nằm dọc hai bên đường và giữa giải phân cách đã bị rút ruột. Theo đơn tố cáo, trụ bê tông theo thiết kế ban đầu có hình vuông, vì không thể làm đúng theo thiết kế nên nhà thầu xin đổi thành hình tròn. Đáng nói là độ dài của các trụ bị rút nhỏ lại, còn 25-60cm, trong khi theo thiết kế là 1.2m. Báo Thanh Niên dẫn lời một chuyên viên xây dựng ước tính rằng khối lượng vật liệu của các trụ bê tông nói trên đã bị cắt xén ít nhất từ 30-40% so với thiết kế ban đầu. Vẫn theo báo Thanh Niên, cuộc khảo sát bằng mắt thường cho thấy nhiều mối nối giữa các đoạn bê tông bị lệch vì được đúc nhiều giai đoạn khác nhau. Đáng lo là có hiện tượng tách lớp giữa các lớp bê tông cũ và mới, cho thấy việc xử lý mặt bê tông cũ không tốt. Một chuyên viên xây dựng xin được giấu tên còn cho rằng các thanh sắt của lan can đặt giữa trụ bê tông hình tròn bị lệch tâm, không bảo đảm tính chịu lực. Điều đó theo ông này, phẩm chất công trình không bảo đảm đúng theo thiết kế. Cũng theo ông, không thể chấp nhận được những sai phạm kể trên vì đường cao tốc được thiết kế với tốc độ lưu thông 120 km/h, tương đương với 75 dặm/h. Ông này còn tiết lộ thêm rằng việc thi công cẩu thả cũng là cách rút ruột công trình vì mất ít thời gian làm việc, chi phí phân công giảm so với dự toán thi công đúng với thiết kế. Dự án đường cao tốc Sài Gòn Long Thành Dầu Dây dài 55 km đi qua thành phố Sài Gòn và tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đầu tư lên đến 20.600 tỷ đồng, tương đương với 1 tỷ Mỹ Kim. Chương trình này khởi công tháng 12 năm 2009, dự tính sẽ đưa vào sử dụng đoạn từ Sài Gòn đến quốc lộ 51 của Đồng Nai ngày 30 tháng 12 năm 2013 này.